Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Điều Đa. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án này ở X đó, đây là một dự án uh, lớp nớp này 2 của Ethereum tích hợp khả năng sinh lời tự nhiên kết hợp mượt mà với giao thức niên chuỗi Omichain và dĩ nhiên là dự án này thì chúng ta sẽ thấy được một cái đó là nền tảng nớp này 2 rồi. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là trên kênh Twitter của dự án này đã có tích vàng. Tích của tổ chức Tích này thì uh, phải bỏ ra số tiền lớn để mua và có một số các dự án như là coi uh, Hust follow và một số các cái dự án khác follow. Đấy. Uh, và có một số các cái nhân vật cũng khá nổi bật cũng đã follow cái dự án này và đây cũng là một dự án rất là mới, giai đoạn rất là mới và chúng ta cùng nhau tham gia chỉ ngày lốp như sau. Ờ, tham gia trình thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video đây là trình trải nghiệm sớm và mặc định các bạn sẽ có một cái mã mời để các bạn điền các bạn chỉ cần vào nhập mã mời để xong. là xong bây giờ các bạn sẽ có một số cái nhiệm vụ đó là theo dõi kênh twitter và dõi kênh discord chúng ta nên được chúng ta mở ra để chúng ta nè tiếp theo là nhiệm vụ kết nối ví ở đây thì các bạn lên chuyển sang mạng testnet một mạng testnet nào đấy sau đó các bạn mới kết nối thì đấy là một cái giải pháp rất là tốt cho các bạn để tránh trường những cái chữ ký không hoàn toàn Rồi. Uhm, mình do đi code xong rồi rồi sẽ kết nối ví nhé Ví Metamask này Sẽ có một chữ ký đúng không ạ Và chữ ký mạng internet thì các bạn không lo lắm đúng không ạ Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái cầu nối Chúng ta sẽ ấn vào cầu nối thêm này Thì ở đây có một cái cầu nối thêm Chúng ta sẽ gửi tiền từ mạng Ethereum gửi đến bước cầu nối này thì các bạn bỏ qua cái bước cầu này nhé Bước cầu này chúng ta chưa làm ở đây thì có bước rút thăm thì các bạn sẽ có thể rút uh, một tuần, rút một lần nhưng mà chưa có lượt nào cho mình. Ở đây có có máy đào. Thì cái này chúng ta cũng có thể bỏ qua bước này. Đấy. Ở bước dưới thì có liên kết uh, mời, này kiểm tra hàng ngày. Rồi ấn vào đây tức là điểm danh hàng ngày. Ấy. Đây điểm danh thì các bạn sẽ được điểm nhé. Như các bạn thấy là mình đã được 8 điểm rồi này. Rồi ở đây thì có cả phần uh, rap các bạn uh, sẽ có hai tầng Grab nhé Đấy các bạn hàng ngày các bạn điểm danh là cách tốt nhất Còn cái cầu lối thì mình khuyến khích là thời điểm này chúng ta chưa vội chúng ta cầu, dùng cầu lối nhé Đấy, chúng ta chưa vội dùng cầu nối bởi vì là cái mạng này nó chưa hoạt động chân chu ấy và chưa có phần rút tiền nên là các bạn dùng cầu thì rất là rủi ro nên các bạn bỏ qua cái bước cầu nối đi ok bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến anh em video hướng dẫn cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ra tiếp theo